Hôm nay à, chúng ta học tập và à, nhân cách đạo đức cần phải học Những đức thấy à, à, tất cả các cháu mà mỗi tuần thứ bảy đến đây à, à, Cái phước duyên các con rất là lớn Nên mình à, có thể có nhân duyên từ khi còn nhỏ Mà mình được à, à, nghe giáo dục con người cần được dạy từ khi còn nhỏ Cái này quan trọng dữ lắm Như hồi chiều những đức gặp một chàng thanh niên này cũng lớn Mặt mày cũng sáng sủa lắm Đại chúng đang chuẩn bị ngồi ăn cơm Thì anh chàng này cứ đi vòng 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 biết kiếm cái gì mà thấy mấy quần đi đâu ba bốn quận à, xong cái những đức à, thấy đi tới đây cái nữa những đức gọi là những đức hỏi ủa nãy giờ những đức thấy à, à, chú đi vòng vòng nãy giờ chú tìm ai nói dạ con tìm bà nội con ở trong chùa những đức nói mình tìm người đông gì Mai mốt mình đi đến đâu á Mình hỏi Ai là người quản lý ở đây Cho tôi xin được tìm người tên như vậy như vậy Rồi cái người ta Cha vào danh sách người ta coi ở phòng nào Hoặc là nhờ cái người thông báo dùm Tên bà cụ đó Vậy mới đúng Tự nhiên là chú đi đến nơi của người ta Chú đi vòng 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 Chú cứ nhìn nhìn từng mặt từng mặt từng mặt Tưởng đâu chú là Điệp viên không không thấy gì đến đây à, Đây là một bài học cũng đáng giá đó các con Con người chúng ta Được sanh ra và có được cái miệng Sau này khi các con đi đâu không biết đường mở miệng hỏi người ta một cái để người ta chỉ mình sớm một chút đỡ đi lạc rồi quay đầu xa à. giống hệt như cuộc đời con người mình có những cái mình không hiểu phải hỏi một tí đi khỏi cần phải dòng do chứ nó mất thời gian nên người xưa nói rằng là đường đi từ cửa miệng bất cứ đi đâu cũng vậy không biết thì cứ hỏi hỏi người ta người ta chỉ mình ha. còn khi mình đi đến đâu cũng vậy mình muốn tìm ai mình cũng phải hỏi cái người người ta lãnh đạo ở nơi đó người ta sẽ chỉ mình nó dễ hơn đỡ mất thời gian mà những đứa thấy anh chàng này cũng uh, sáng sủa cũng đẹp trai chắc cũng có học thức nhưng mà có khi mình học về uh, chữ nghĩa trong trường học thôi nhưng mà mình không được nghe được cái điều mà xác thực trong cái cuộc sống Nên cái lớp học của chúng ta là cái lớp học mà nó áp dụng trong cái cuộc sống Cho các con Phải nhớ Nên cái bài học tập hôm nay gọi là Nhân cách đạo đức cần phải học Nhân cách đạo đức cần phải học Thí dụ như giờ con gái Mấy cái điểm này mình cần học không? Thí dụ như giờ mình ăn đi, đi 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 cái mình cầm trái bắp hay mình cầm cái gì cái mình ăn ngốn 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 mình vừa ăn mình vừa cười những đứa hỏi các con ăn gì đẹp không đẹp hả không <laughs> bây giờ những điều những đứa nhắc nó xác thực nhất rồi đó nó dễ nghe nhất luôn nghĩa là đã nói là không đẹp thì thôi mình mua món đồ ăn hay trái bắp gì đó mình cầm đến một cái nơi nào có băng ghế mình ngồi mình ăn cho đàng hoàng Chứ mình đừng có, vừa đi vừa ăn ngốn ngáo mình ăn à. Hoặc là thí dụ như giờ Có người lớn Người ta gọi các con Thì mình phải dạ thưa đàng hoàng Thí dụ như người ta lớn tuổi mình lợi mình đó Dạ thưa bác, bác gọi con có chuyện gì không? Hay dạ thưa ông, ông gọi con có chuyện gì không? Rồi bắt đầu khi người ta Nói cái gì thì mình phải lắng tay mình nghe cho đàng hoàng đó gọi là người ta Khen con cháu nhà ai mà có đạo đức Có, có nhân cách thấy không? Những cái việc nho nhỏ vậy thôi đó Mà có khi con người mình nó lại không áp dụng được Trong cái cuộc sống Cuối cùng lại bị người ta đánh giá Người ta chê cha mẹ mình không dạy mình Những cái việc gì đó Nên đây là Cái nhân cách trong cái cuộc sống Có thể áp dụng nó rất là đặc biệt cho các con Mỗi khi gặp ai mà chào hỏi Dạ thương cái là thấy ấn tượng đẹp Người ta thương mình à? Hoặc là mình gặp người lớn người ta đang đi như vậy Mình chạy giỡn mình không có kiểu cách mà Chạy gần mà la lối làm cho người ta hết hồn Cả cái chuyện mà mình chạy xe ngoài đường mà Mình cũng không dám tùy tiện mà mình đi ngang nhà người ta một buổi trưa người ta đang ngủ hay giờ người ta đang ngủ Mà mình bóp càng um sùm Không dám Tại vì sao Vì mình sợ động giấc ngủ của người ta Những cái việc nho nhỏ nho nhỏ vậy thôi đó Nhưng mà Vô hình chung nó tổn cái phước duyên mình rất là lớn đó các con Đừng có xem thường việc nhỏ này nghe Có những con người người ta rất là giỏi ở trong cái cuộc đời này Mà tại sao người ta làm ăn nó không bao giờ thành đạt được cái gì tại vì cái phước báo người ta tổn hết trơn rồi làm sao thành đạt đây không có phước thì làm ăn nó không có thành đạt được gì chứ đó. con người mà làm ăn thành đạt là nhờ nó có phước mà khi con người mà có phước rồi là tự nhiên có duyên à duyên phước đi đầu với nhau mà khi một con người mà nó hết phước là hết duyên khi hết phước hết duyên rồi là tự nhiên con người mình người ta gặp nó có thương chùa mình ví dụ như có một đứa bé nhỏ nó có 2 tuổi thôi nghe chưa được 2 tuổi nữa nó ở đây trong khoảng thời gian nè Chắc nó đang ngồi đây hay sao Nó đeo cái máy niệm Phật của những đức á Bật đúng một điệu niệm Phật Cái điều A-di-đà Phật Nó cứ nghe đúng một điều đó thôi Bật điều khác cũng không chịu Đúng một điều vậy thôi nó nghe viết rồi tự nhiên bây giờ nó thành quen luôn Nó cứ cầm chiếc máy nhỏ Nó đeo, nó để ngay lỗ tai Nó nó, nó gặp ai là cứ A-di-đà Phật A-di-đà -phật. Phật Vậy thôi đó Mà nói chuyện thì chưa có rành rẽ gì hết Nhưng mà niệm Phật rất là rõ ràng Mà đúng là rõ ràng nha Một cái đứa con nít mà nó biết niệm Phật á hình như nó có một cái duyên và nó lanh nó khôn ngộ ghê à, bé này không có đẹp mà ai nhìn thấy cũng cũng thương tại vì nó nhỏ xíu xíu thôi mà nó gặp người ta nó chắp tay a di đà phật a di đà phật nó làm gì đó thì tự nhiên chỉ có bao nhiêu thôi mà tự nhiên ai thấy người ta cũng thương thí dụ như bây giờ tất cả các cháu nhỏ nhỏ đi đến đây thứ bảy đi gia đình các con đi đi đến đây đầu tiên là mình thấy được niệm phật mà cái phước niệm phật nó lớn dữ lắm rồi khi á, nghe những đức nói chuyện rồi xong được phóng sanh thí dụ như cha mẹ các con á, có nhiều người mẹ các con cũng phá thai nữa nè hoặc là bị mắc gì đây thì trong gia đạo có khi nó cũng lộn xộn lu bu dữ lắm chứ không giỡn đâu cái này và nói về cái mặt tâm linh là trong gia đình nó lộn xộn Vậy đó mà mỗi tuần thứ bảy đi đến đây niệm Phật một chút Rồi nghe nói chuyện rồi xong được phóng sanh Vậy đó mà từ 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 cái tâm trạng con người ở trong nhà đó ổn định lại Mà khi cái tâm trạng con người ở trong nhà đó mà ổn định rồi đó Thì gia đình họ tự nhiên hạnh phúc rồi Mà gia đình nó đã hạnh phúc rồi nó thịnh vượng lên từ từ Nhớ ngay gia đình mà nó hạnh phúc đã thịnh vượng lên đó Tại vì gia đình mà hạnh phúc là nó làm là nó chung tay Còn gia đình mà không hạnh phúc là một người làm hai người phá Nó phá Là gia đình này không thể nào thịnh vượng được Nên con người cần được nghe giáo dục Rất cần được nghe giáo dục Những Đức thấy cái việc này rất là cần thiết luôn Từ nơi những cái việc nhỏ nhất luôn mà Những Đức có thường nhắc hoài mà các con phải nhớ đi Thí dụ như bây giờ mình vô một cái chỗ ngồi đông người đi các con đang ngồi cái tiệc tùng vậy đi Người ta ngồi rất là đông Nhà người ta khoảng đãi văn 4 năm bàn vậy đó Mà người ta ngồi đàng hoàng Tự nhiên mình bước vô mình kéo một cái ghế thôi Một cái ào một cái thôi Ai người ta cũng quay nhìn mình chứ tiền ta thấy cái nhân cách mình sao rồi đó Biết rồi đó Bây giờ các con nhớ cái điều những cái điều này Nó không có đơn giản đâu á Có khi các con học dù cho đại học ra trường Bằng cấp này bằng cấp kia đó Nhưng mà một hành động nhỏ Có, có thể làm cho các con bị người khác xem thường liền luôn. Mà tự nhiên cái nhân cách đó nó phá vỡ cái bằng cấp luôn. Người ta không có tiếp cái con đâu. Không có tiếp cái nhân cách con người nào, nó 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 thiếu nhân cách đâu. thí dụ như bây giờ mình chỉ cần kéo một cái ghế một cái 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 cái, cái, ào, cái thôi nó làm động cả một cái cái bàn của người ta. Hoặc là mình vào một cái bàn ăn mà nọ mình mở một cái cái nắp chai nước thôi. Mà mình mở thì sao không biết nữa mà nó nó, nó 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 gọi là nó 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 văng nước ra bên ngoài. Hoặc là cái ly nước mình bưng mình uống Mình không cẩn thận thì sao không biết làm ly nước nó tạt ra Đổ tùm lum tùm la Trong cái bàn ăn của người ta Nội mà một số nhân cách đó thôi Thì tự nhiên người ta tự nhiên đánh giá mình liền Thấy mình là thấy nó không được nghiêm túc đàng hoàng Thấy không Nên từ những cái việc nhỏ 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 gì nè Tại vì cái con người ta nó không chú ý Đó là quan trọng nha Mà những Đức thấy rằng là Những cái việc nhỏ này nó cực kỳ quan trọng Trong cái cuộc sống của con người mà cả người lớn chúng ta nên xem lại luôn Người lớn chúng ta nên xem lại Những Đức đã từng kể câu chuyện này rất nhiều lần Ấn tượng cách nay hơn 10 năm Câu chuyện mà đi đến nhà một cái vị này Mà có chức phận xã hội lắm á Vậy mà khi những Đức ngồi mà nói chuyện với người này đó nghe, Mà cái người này mà họ có một cái nhân cách đặc biệt vô cùng Khi những Đức mà uống cái ly nước á mười phần mà nhà đức uống hết bảy phần mà thật sự thì mình cũng kinh nghiệm mai mốt mình gót nước cho người ta cái ly á thí dụ như bây giờ mình đại khách thì mình mua cái ly nó vừa vừa thôi cái ly mà cái cảm giác mà mình mà có thể gót đầy ly mình uống một cái là hết luôn mình cảm giác uống rất là thoải mái thì mình mua cái ly đó để mình tiếp khách khi mình gót nước ra người ta uống người ta cũng thấy thoải mái còn nhà cô này thì cô chơi có ly bự quá mà cô gót gần đầy ly mình cũng cố gắng mình uống chết luôn mà cuối cùng mình uống có bảy phần à còn ba phần mình uống không nổi thì xong mà nói chuyện xong hết trơn cái mình đứng lên mình đi mình đi xong mình ra tới cửa mình mang dép rồi mình đi quay mặt vô cái tự nhiên mình nhìn thấy bà bưng ly nước mình bà uống chợ xong từ đó về sau trong lòng mình nói trời kỳ thiết ghê ta ly nước của mình uống mà dư để cho người khác uống một cái việc gì thôi mà hơn 10 năm những đức nhớ mãi từ đó về sau mỗi lần mà ai mà mờ nước mình uống gán cố gắng uống cho hết còn ai mà đưa chai nước suối thì uống chưa hết, đậy nắp cầm theo. Tại vì cái việc này là ly nước của mình uống, chai nước của mình uống, nên mình phải cầm theo thôi. Các con đừng có xem thường một cái việc nhỏ này nghe, à, nó không đơn giản chút nào. Một cái việc nhỏ thôi đó, vậy đó mà người ta có thể tiếp nhận mình thành một cái việc lớn. Giống như những đứa từng đọc một câu chuyện, mà một đứa bé còn nhỏ mà đi vô trường học ăn cắp á, nó ăn cắp một cái cái viết gì hay gì thôi vậy đó mà cái cái trường học gì đâu mà nghiêm khắc ghê trời viết lại cái hạnh kiểm của đứa bé đó lúc còn nhỏ mà ăn cắp cái viết gì sau này nhỏ học ra trường đại học rồi đi xin việc làm đâu cũng được cuối cùng đi xin quá nhiều chỗ mà không ai nhận kỳ cục rồi cuối cùng thì có một cái vị kia nói cho người này nghe tôi nói thật lòng cho anh nghe Tại sao anh đi sinh nhiều nơi mà ta không nhận anh đâu? Trong khi anh là bằng đại học giỏi mà ta không nhận Anh biết gì sao? Vì trong hạnh kiểm của anh lúc còn đi học tiểu học Anh đã từng ăn cắp một cây viết chì Đúng một cái việc nhỏ vậy thôi Người ta nói rằng đứa con nít mà tính tình tham lam ăn cắp Vậy thì đứa này sau này lớn lên có những hành vi như thế nào? Từ nơi đó mà người ta không tiếp nhận đứa bé này Nghe chưa? Các con thấy một cái việc nhỏ nhỏ mà mà nó có thể phá cái sự nghiệp cuộc đời mình chưa Nên những đức nói rằng là một đứa bé Từ khi còn nhỏ các con phải tập một cái tính chân thật Đồ đạc của người ta tuyệt đối mình không có lấy cấp Đây là một cái hành động thành đạt gì sao Rất là lớn luôn Vì nó thành thói quen rồi Nó giống như câu chuyện như đứa kể Mà cái người này người ta đi làm công Vậy mà đi vô nhà chủ nhà giàu vô cùng ban đầu ông chủ cũng thử Giặt đồ thì ông cứ để tiền vô trong túi ổng, Rồi kỳ sao ông để nhiều thêm, kỳ sao ông để nhiều thêm mà mỗi lần để như vậy thì người này không bao giờ lấy. Đem tiền để là y nguyên cho người chủ luôn. Bao nhiêu là để là y nguyên. Cuối cùng vậy mà ông trọng dụng người làm công này mà cuối cùng coi sổ sách, coi tiền bạc cho gia đình của ông luôn. Tại vì sao? Ông đã thử qua rất nhiều lần người này không tham. Thì cuối cùng ông giao sự nghiệp cho người này. Các con thấy chưa? một cái việc rất là nhỏ đó nếu như mình có lòng tham thì các con đi đến đâu cũng bị người ta đào thải hết vì cái tính tham rất dễ bị đào thải một cái việc nho nhỏ người ta chỉ cần thử mình chút thôi là mình ăn cắp liền mình chỉ cần ăn cắp liền rồi xong là người ta không thể nào dùng mình được ai mà đi dùng một con người tham lam trộm cắp bao giờ đó nên từ khi còn nhỏ tập tuyệt đối một món đồ nhỏ cũng không được ăn trộm ăn cắp và nói chuyện tập nói thật thà lời nói đơn giản thật thà vậy đó các con mà các con thành đạt về sao? rất là lớn đó dù các con không có học vị cao đâu nhưng các con rất là thành đạt nhớ nghe không chậm cấp mà thì rất thật thà thì cái phước này nó hội tụ rất là lớn cái phước này nó hội tụ lớn lắm mà khi con người mà chân thật nhiệt tình thiệt thà đó mình nhìn mặt họ là mình tự nhiên mình có cảm tình đặc biệt dữ lắm ngộ nghe rõ ràng trong nhà phật nói tướng do tâm sanh cái tâm con người mà nó tham lam nó nó hiện cái 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 gương mặt mình người ta không có tin tưởng mình đâu với mình nói chuyện thường giả dối người ta không có tin mình không có tin mình nữa ngày xưa những đức nói chuyện người ta không có tin khi chưa đi tu mà sau này mình đi tu mình quyết định mình sửa lại mình nói chuyện người ta tin nghe rõ ràng là dù mình dối người ta mà lạ người ta nó hiện lên gương mặt là người ta không tin mình mà người ta mà không tin tưởng mình làm sao mình có cơ hội không những cái việc này những đức nói mà nếu mà bé nào mà các con mà có tư tưởng mà cuộc sống đó nghe các con thích nghe lắm. Đó. Tại vì nó một hai câu chuyện thôi nó cũng nhắc các con cả đời các con. Như cái câu chuyện đầu tiên những đức nhắc các con là cái chàng trai kia đi một vòng xung quanh mà không chịu hỏi người ta. Các con học bài học này hay đó. Sau này tới cuộc đời của các con đi đâu biết mở miệng hỏi người khác. Mà khi con người mình á nhại miệng hỏi người ta là các con thường tập cái miệng của mình gặp người chào hỏi nếu như cái miệng này mỗi ngày mà gặp người không biết chào hỏi nó cứ ngậm miệng thì sau này nó đi đâu nó cũng ngậm miệng luôn nó không có dám chào hỏi người ta hoặc là nó không biết hỏi chuyện người khác nên có một câu nè có việc gì buồn phiền phải cỡ mở có việc gì buồn phiền phải biết cỡ mở Người lớn hay trẻ em gì cũng phải tập cỡ mở Nếu như mình không cỡ mở mà mình để ấm ức Thì bản thân mình sẽ bị tổn thất cực kỳ lớn luôn Như những đức kể cho các con Mới hở một câu chuyện mà Mà cái thằng con trai mà cha nó ép nó học á Thằng con trai mà cha nó ép nó học quá nhiều Có nghĩa là bắt buộc năm nay phải học đạt đến một cái Cái số điểm như vậy như vậy bắt nó phải học Cuối cùng thì nó bị chết nặng quá Nó không cỡ mở được với ai hết chăng luôn Không cỡ mở được với ai hết Nhà nó ở nhà chung cư cao tuần Thì nó Nó viết mấy chữ để cho ba nó Xong nó lợi ngay cái chỗ mà cửa sổ nó đứng Nó kêu, nó nói Ba ơi ba Thôi ba ở lại đi con đi nghe ba Xong nó đứng từ trên lầu cao Nó nhảy xuống tự tử chết luôn Nghe không nên con người càng phải cởi mở khi những cái việc mình không làm được thí dụ như giờ cha mẹ con sinh các con ra nuôi con không lớn nhưng cha mẹ các con không phải là con con không phải là cha mẹ các con nên cái việc của các con các con phải biết rằng khả năng mình có thể làm được hay không nếu như các con làm không được các con có thể nói thẳng rằng là con làm không được đừng bao giờ đi đến con đường mà mình phải kết liễu cuộc đời của mình hoặc là các con đi vô lớp học các con bị người ta ăn hiếp bị hà hiếp gì hoặc là con gái bị người áp bức hà hiếp gì đó rồi họ lại hăm dọa mình nếu mà nói ra cái gì cái gì đó là họ sẽ không tha cho mình cái này kia đâu các con phải kịp thời nhanh nhất về báo cho cha mẹ mình biết liền để người lớn đứng ra giải quyết vấn đề Dùm cho mình chứ các con đừng bao giờ bị những lời hà hiếp đó mà các con không nói ra mà các con cứ bị hà hiếp hoài một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần giết các con trở thành một cái công cụ để cho người ta sai khiến rồi từ từ nó hà hiếp các con từ từ quen rồi bắt đầu nó bắt các con phải đi về nhà lấy tiền để đưa cho nó luôn hoặc là nó làm mọi cách luôn hoặc nó quay phim lại hình ảnh của mình sao sao Rồi nó mới tống tiền mình luôn Mình phải làm công cụ để cho nó sai kiến Các con nhớ kịp thờ nhanh nhất là con người cần phải cỡ mở liền Là chúng ta về báo cho cha mẹ mình biết liền Việc người lớn để đứng ra giải quyết cho mình liền Cấp thờ Cũng như có một câu chuyện cách nay khoảng mấy năm về trước Có một cái cô này Thì bây giờ xài điện thoại á ơ Cái vụ xài điện thoại mà thấy hình ảnh gọi á thì cô này cũng có chồng, thì kết bạn thường kết bạn nhiều quá, thì có một lần cô trong nhà tắm, á, thì cô đang tắm, thì điện thoại gọi đến điện thoại gọi đến thì cô bấm lên cô gọi, cô nghe mà cô quên mất tiêu là nó nghe, cô nghe rồi mà nó nó có hình ảnh nó quay lại cái lúc cô đang 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 tắm trong nhà vệ sinh luôn, thì bắt đầu là cái bên kia nó 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 lấy hình ảnh nó lỡ hoàn toàn hết, rồi bắt đầu nó nó gọi cô này lại gọi xong rồi nó nói với cô này rằng phải chấp nhận những cái điều kiện nó đưa ra phải như vậy như vậy như vậy đó nếu không thì nó đưa tung lên mạng tất cả hình ảnh này lên trên mạng cho cô xấu hổ này kia thì người phụ nữ họ tính tình họ yếu ớt họ nhút nhát cuối cùng thì nó nói rằng bây giờ chịu cho nó như vậy như vậy một lần vậy đó rồi xong nó trả phim này lần hết cho thì bắt đầu cô này cô nhẹ dạ quá cô chịu cho thằng này một lần một lần rồi cái nó quay lại hết cái hình ảnh Mà nói với cô này luôn Bắt đầu là lúc nó căng này nó cứ gọi đến Mà trong khi cô này có chồng rồi Nó căng này cứ gọi đến Từ từ rồi nó phải kêu cô này là lấy tiền gia đình đem lại đưa cho nó luôn Chịu đâu khoảng gần 3 năm chờ chịu đựng như vậy Đến khi cô chịu đựng hết nổi rồi Cô mới nói cho chồng cô nghe Có nghĩa là đi đến cái mức như vậy rồi Thì bắt đầu là Khi người chồng cô ra mặt xử lý những sự việc như vậy Đâu vào đó hết mới dẫn vợ đi đến đây thì những đức ngồi nói chuyện chung những đức nghe câu chuyện kể xong đâu vào đó chân xong những đức nói gì nè mình là người đàn ông á phải có tâm bao dung mình cứ lo làm ăn hoài mình không có khéo thí dụ như mình là một người đàn ông một người chồng trong nhà vợ mình đi làm việc hay đi đâu mình thường lâu lâu mình ngồi gần bên nhau mình hỏi chuyện có chuyện gì khó khăn hay không hay là mình nhìn sắc mặt có nghĩa là mình sống với nhau chỉ cần vợ chồng có một cái điều gì buồn thôi là mình chỉ cần nhìn sắc mặt là mình biết liền tại mình mình thiếu sự quan tâm đó những đức nói thiệt nha chùa của mình cả chùa luôn đông như vậy đó mấy cô mình đông thiệt là đông luôn vậy đó mà những đức khi ngồi ngày chủ nhật những đức chỉ cần quan sát một chút thôi nhìn sơ qua các thôi những đức biết cô này có tâm trạng là bữa sau lại những đức kêu lại những đức hỏi có gì chia sẻ đi Cỡ mở nghe Chứ đừng có để trong tâm nặng nề chi mình sống mà Đi để trong tâm nặng nề chi Một cục đá giá không nổi thì ngủ người cùng giác phụ Chứ dạy gì đi lết làm chi đi kéo làm chi cho nó mệt nó có nghĩa là mình sống với nhau trong một gia đình Mình phải có sự quan tâm Chỉ cần cái người trong nhà mình có chuyện gì là họ hiện ra gương mặt hết trơn Một con người vui họ cười cũng là biết họ vui một con người buồn mà họ cười Mình biết họ có tâm trạng chứ không phải cười thật Có nghĩa không chỉ là vợ chồng sống với nhau Nhưng Đức nói với anh này Anh là do anh thiếu sự quan tâm gia đình quá Đi làm ăn đồ này kia Vợ anh chịu cái cảnh mấy năm chờ người phụ nữ Thì nó yếu đuối Thì nó sợ thằng kia hăm dọ Và cuối cùng nó thắt thăng như vậy Nó chịu cảnh như vậy Nó cũng nặng nề quá rồi. Nếu như bây giờ mà anh thương vợ anh thì thôi Những việc đó cũng như là những vĩ vãn cho qua đi anh đừng có đặt vấn đề còn nếu không thì gia đình anh tan nát đó nếu không thì gia đình anh tan nát thì con anh nó xa mẹ hoặc xa cha bây giờ anh muốn nếu anh thương vợ anh thôi anh thông cảm hết đi những cái vị vãn đã qua cho nó qua đi anh mình là người đàn ông phải có tâm bao dung một chút anh à những đức nói một cái người vợ rất là xúc động luôn thì những đức có nói rằng anh thấy người phụ nữ người ta rất yếu đuối người ta nương tựa vào mình mà anh thì không nhìn được tâm trạng cái lỗi một phần rất là lớn do anh đó nó, còn ngoài ra thì thôi nếu anh mà khoan dung được á, thì anh nên hàng gắn chuyện gia đình bình thường lại hết đi đừng bao giờ nhắc những việc đã qua nữa mình như vậy mới là người đàn ông bao dung nghe chứ mình là người đàn ông mà nó hẹp hòi quá gia đình mình tan nát liền ví dụ như giờ vợ mình nó đi làm xa nó lỡ cái bây giờ người phàm phu mà nó gặp người ta chọc ghẹo mà nó có cơ hội gần gũi nhiều quá làm cho công ty xí nghiệp cơ hội quá nhiều gần gũi Vợ mình hay gì nó chỉ cần động tâm gì một chút thôi Mình là người đàn ông nó bao dung một chút Thì mình có thể làm một cái điểm nương tựa cho người ta Còn mình chỉ biết gầy la chửi mắng mà đánh người ta thôi Thì làm cho nó bị tổn thương và nó càng nghiêng qua bên cái chỗ đó nhiều thêm Trong khi nó nó mới có tình cảm một chút mà Mình chỉ cần chửi nó đánh nó thêm cái nữa thì nó nghiêng luôn vậy bên đó Rồi cuối cùng mình mắc vợ luôn Đấy không? Nên từ nơi đó cái, cái nhân cách sống của một con người ấy, Là nó cần mở cái tâm bao dung ra thì con người mình sẽ được là điểm cho người ta nương tựa Rất là yên tâm Đây là cái việc mà tất cả các con nghe rồi con nhớ Một cái việc nhỏ thôi mình không giải quyết được Thì các con phải tìm người lớn hơn để báo liền Để giải quyết cấp thờ Các con phải nhớ trong đây số lượng các con ngồi Nhiều người không có nhiều đâu Nhưng mà cái bài chia sẻ này sẽ đông người nghe nè rồi người ta, người làm cha làm mẹ người ta sẽ dạy con người ta nhiều người làm cha làm mẹ nên dạy con kiểu này nè Để cho con của mình nó đi học xa Nó lỡ có chuyện gì chuyện gì đó Thì con của mình nên cỡ mở với cha mẹ Nên cái vai trò của thầy là có cái dây trò của tình bạn cái, cái Có cái vai trò của anh em Có cái vai trò của cha mẹ Còn cái vai trò của cha mẹ thì nó cũng có ba vai trò kia luôn Thì con của mình học trò của mình nó mới có thể Tiếp cận gần gũi để chia sẻ những cái điều Mà trong lòng của nó đang bị thắc mắc cái gì đó Thì nó chia sẻ được nên người làm cha làm mẹ đó Con trai hay con gái tuổi nó lớn lên đó Mình có những lúc Phải gần gũi nói chuyện Để cỡ mở cho con của mình Chứ đừng có để con mình áp lấp á Sau này nó bị những vấn đề Bệnh thần kinh hoặc là nó bị Bệnh này bệnh kia Hoặc là mình hỏi con ơi bây giờ con đi học gì Mà con có cái áp lực gì quá nặng nề không con Mẹ cha thấy sao Con càng học mà thấy con ốm o Xanh sao vàng giọt quá con có cái sự nặng nề gì trong cái học tập hay không cha mẹ thì muốn cho con học được tốt nhưng mà cha mẹ không mong muốn con phải bị cái gì gì tâm trạng đâu nghe không mình phải cởi mở ra để cho con mình nó được nhẹ nhàng một chút nó có cái đứa bé nó vô chùa mình nó mẹ dẫn vô kìa bé học năm thứ tư vậy mà nhỏ bị ảnh hưởng thần kinh thấy chưa nên từ nơi đó mà người mẹ may mắn thay biết được Phật Pháp Người mẹ nói rằng là thôi thôi Còn bây giờ con phải giải quyết vấn đề con con trước chứ bây giờ Nếu bắt nó học tiếp tục nó chắc nó điên luôn quá Điên luôn thì uổng cả cuộc đời của nó Nên tất cả chúng ta sống với nhau trong cuộc đời này Cần phải có những giây phút cỡ mở ra Nhất là người thân trong gia đình Quý vị biết rằng Chùa của mình bao nhiêu trăm người gì nè một ngày của những đức á, làm cái trách nhiệm gì phải không? Ở đây buổi sáng á, hay là thường gặp á, là nhiều việc cỡ mở. Qua bên chùa bên kia thì gặp mấy anh em nhiều việc cỡ mở. Qua cái chùa kia thì cũng gặp nhiều việc cỡ mở. Có nghĩa là đi làm cái việc tư tưởng. Cái này cực kỳ quan trọng luôn đó. Nên trong một gia đình cần có một con người như vậy đó. Thì cái gia đình này nó mới có thể được hạnh phúc và tốt đẹp. Còn nếu không là mỗi một thành viên của gia đình Từ từ tự nhiên nó thành ra cái tâm trạng rất là nặng nề Nên cái nhân cách của con người nó có thể áp dụng trong cái cuộc sống Có những người ta học nhiều mà người ta không biết áp dụng vào cuộc sống đâu Nên con người sống trong cuộc đời này đặc biệt nhất là gì? Có niềm vui, sống có nụ cười Những cái gì nặng nề trong tâm trạng xả ra Chúng ta xả ra được đó là khéo léo, là khôn nhất luôn Những đức thường nhắc cái câu đừng buồn dặn ai để trong tâm vì buồn dặn người để trong tâm mình sẽ nặng nề vô cùng luôn. Rất là nặng nề. Nên chùa mình á hình như là ngày nào cũng cười nhiều dữ lắm. Riêng chùa mình á là những đức đi qua bên kia là chọc cười bên kia mà qua bên đây là chọc cười bên đây à. Như hồi trưa này chùa mình á ăn bánh hỏi á. Cái buổi nói chuyện buổi sáng những đức mà cũng xen sen, sen vô mấy câu những đức tin chắc rằng cái giờ người ta ăn bánh hỏi á người ta cũng cười rồi đó. Tuy những đức ngồi bên chùa bên kia vậy mà bên đây những đức á, giảng buổi sáng những đức cũng cũng đưa vài câu vào cái lúc người ta ăn bánh hỏi á, để cho người ta vui nó thiệt á cái tâm trạng con người lúc nào mình cũng nghĩ rằng cho người ta vui cho người ta nhẹ nhàng cho người ta thoải mái mình luôn luôn mình muốn người ta được như vậy thì cảm giác mình cũng sẽ được nhẹ nhàng và thoải mái à còn cái gì mình cũng đem áp lực cho người ta thì bản thân của mình sẽ tự nhiên cũng sẽ bị áp lực à chắc chắn luôn á. Nên con người sống các con nhớ nha Đừng có đem áp lực cho người khác Các con đem áp lực cho người khác là đang đem áp lực cho chính mình đó Giống như các con đang đang bực bội người khác là các con đang bực bội chính mình đó Nên con người mình không phải người ta, người ta không phải mình Nếu bắt buộc người ta hoàn toàn hiểu mình thì việc này không thể nào được Chắc chắn là không thể nào được Cả vợ chồng luôn nữa Mà kêu mà hiểu nhau hoàn toàn khó lắm Nên những Đức nói rằng là những Đức sống với các huynh đệ anh em kìa Nhận Đức là một con người rất là thích sảng khoái nói chuyện À cái gì nói nói đại đi Đừng có bước mở Mệt lắm mất thời gian Chạy ra ti hoài Chậm lắm Nên con người Nhận Đức rất là sảng khoái Cái cách nói chuyện là Là thích cỡ mở cái gì nói đi Giống như ngồi chơi với các anh em vậy là nói chuyện vạch tẹt Nói chuyện thẳng thắn nói chuyện rõ ràng Để cỡ mở dễ hiểu, để dễ làm việc chung Người Nhận đức là như vậy đó nó nên cái gì những đức thích nhất là gặp nhau cứ nói thẳng đi à thí dụ như giờ con thấy thầy con mắc ghét quá ừ, ai à, chưa đạo phật ghét rồi thôi về nhà sống đi <laughs> chứ ghét ở đây làm gì đúng không đó nó nghĩa là có cái gì dám nói thẳng thẳng để người ta điều chỉnh là ghét chỗ nào sao mà ghét à, nói ra cái lý do tại sao ghét à, để nói đi tôi sửa được tôi sửa cho Nghe không nghĩa là mình thích như vậy, thích chơi với bạn bè đều là thích như vậy đó. Nên những đức dạy cho các con, các con nhớ nè. Từ khi còn nhỏ là một con người sáng khoái, một con người thích hoạt bát, cởi mở. Có cái gì nói rõ ràng, đàng hoàng. À, mẹ cha con thích cái đó vậy đó, à, không được không được thì thôi. Thích rồi nói rồi không được thì thôi, hiểu không? Chứ đừng có mà im im một đứa con nít đó nghe con của mình nghe mà nó thích cái gì mà nó cứ cứ gà 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 hoài mà nó không chịu nói mà nó cứ bước mơ mở bước mơ mở hoài là cái đứa này tập thành thói quen sau này tính tình nó iran vậy luôn nó có chuyện gì rồi nó không có nói nó cứ là im 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 mà những đức không thích nhất là con người bên cạnh những đức mà im im nghe nên những đức nói các cô các thầy các chú trong chùa mình những đức nói những đức ghét nhất là cái kiểu mà cái mặt dầm dầm chùa ụ mà cái mặt buồn buồn Thà nghèo bữa nay không còn lon gạo nấu mà cười cái cũng được Chứ mà cái kiểu mà dù giàu mà cái mặt cứ sù sụ Còn hơn ai ăn hết của mình nữa thôi đi chỗ khác chơi Thấy ghét Như mấy cô mình ở trong chùa là phần nhiều đứa nào nó cũng cười hú hí tối ngày Nhị là những đức chịu à Còn cái kiểu mà đi đâu của cái mặt cái chùa ụ chầm dầm Cái mặt cứ là Thấy nó nản lòng vậy đâu Hiểu không? nó kìa mình nói thí dụ như chùa người ta đông ì ì gì mà tại sao người ta cũng thoải mái còn mình thì sao nhà có một hai người mà sao mình cứ nặng cái 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 ngày mai hoài nặng cái ngày mai hoài mà nặng cả đời cũng không xong cái ngày mai nữa nên người mà biết nhận đức rồi thôi đừng có nặng cái ngày mai nữa nghe nếu như hôm nay vui là có thể giải quyết được ngày mai đó còn nếu như hôm nay mà buồn thì lo cái ngày mai lo cả đời cũng lo không xong hiểu không còn bây giờ mấy người làm cha làm mẹ ngồi đây nè Sanh con nuôi con khôn lớn Còn con cái có phước duyên nó có sẵn hết trơn rồi Quý vị có đặt để cũng khó lắm quý vị ơi Nên mình cứ làm hết trách nhiệm mình đi Cho quý vị thoải mái cái tâm tư của mình Thấy không Còn tất cả các cháu ngồi đây mà các con mà muốn học hành Sau này thành đạt rồi đó Những đức nói cái nhân cách của con người nó rất là quan trọng Nên có một câu nè Kiếm tiền mà không có đạo đức Thì uổng công kiếm tiền Kiếm tiền mà không có đạo đức thì uổng công kiếm tiền Mười mấy thằng ăn trộm đi ăn cắp tiền tùm lum tùm la Bị bắt hết trơn Bị bắt xong chưa xài được tiền Bị ta lấy sạch nhách lại hết Nó tịch thu hết trơn Thấy chưa Kiếm tiền mà không có đạo đức thì uổng công kiếm tiền Trong mạng đứa con này nó chỉ có phước 100 triệu mà để lại cho nó một tỷ thì nó đem 900 triệu kia nó đi ăn xài tầm bậy Tại vì sao? Vì cái bụng của nó chứa được có 100 triệu Vì để 1 tỷ làm sao mà nó vô nổi Thì nó phải lấy 900 triệu kia đi hư hỏng Thấy không? Nên con người cần phải tâm lượng lớn thì phước mới lớn Nên các con muốn sự nghiệp lớn lao gì sao Thì tâm lượng phải bao dung lớn lao Nên có một câu nè Phải bỏ cái tính gạt người thì mới có đạo đức Phải bỏ cái tính ganh tị với người Ganh tị với anh chị em Và giành giật của cải với nhau Thì mới có đạo đức Khi có đạo đức thì mới có phước Một đứa con trong nhà Mà anh chị em nó giành giật của cải với nhau Thì kể như quý vị đem của cải này trong gia đình Quý vị đi bố thí cũng dường hết đi những đức nói đây một trăm với vị nghe luôn nếu như hai đứa con quý vị mà giành việc của cải đó nghe quý vị không để lại cho hai đứa con này một cách nào hết thì tương lai hai đứa con này thành đạt còn nếu như quý vị để củ cải cho hai đứa con này là quý vị đã thất bại hoàn toàn hoàn toàn thất bại rồi vì sao vì hai đứa con này giành của cải thì đừng để lại cho nó vì tâm lượng hẹp hòi để lại thì càng chết nó có thể giết nhau hoặc đưa ra tò kiện cáo nhau để giành giật đúng không thì mình trước nhất người làm cha làm mẹ nhìn được tính con như vậy rồi quý vị đem tiền bạc này vì đi bố thí cúng dường sạch nhách hết chân thì nó không có ra tò kiện cáo nó không có cái gì để ra tò kiện cáo gọi là quan gia quá giải phải nhớ nghe nên nhận đức nói rằng anh chị em ruột mà đi giành giật của cải với nhau như vậy thì đây là cái thứ thiếu đạo đức rồi làm ăn gì mà thành đạt được đó. nên hồi sáng những đức gặp đó, cái gia đình có cha ở đây nguyên bốn năm đứa con nó vô nó bao xung quanh cha nó nó vô tưởng đâu nó nói gì phải không nó kể cái chuyện ở nhà anh em nó giành giật của cải Đắc đai với nhau giải quyết không được người cha tu ở đây người cha nói Tao ở đây tao vui tao an lạc Tụi bay vô cái là tụi bay muốn tao chết Tao nặng nề quá rồi Thầy ô cứu tôi Giống như ông bị chết luôn quý vị Trời ơi ông ở đây ông đang vui vô cùng tự nhiên Nó đem nó bu bốn đứa nó bu lại nó nó đưa cho ông Bây giờ nó bắt buộc ông phải xử lý Cuối cùng ông không xử lý được Ông la lên ông nói Thầy ơi cứu tôi Nói đúng rồi ông cũng khùng ông kêu lên vậy cuối cùng những đức lợ những đức mới hỏi sự việc thì những đức nói trời ơi cái chuyện con cái gì đâu mà kỳ cục cha mẹ già để của lại cho tụi bay phân tách rõ ràng hết rồi tụi bay cứ như vậy mà bây giờ mình chia chác cho đàng hoàng đi bây giờ ông già mà bây giờ bốn đứa vô đây nói cho ông những việc cho ông bận tâm bộ muốn cho ông chết hay sao mình con cái bắt hiếu quá chợ Ông vô đây ông không đem cắt nào đem vô đây chứ mà vô đây còn làm phiền ông chi Rồi còn lôi tôi ra nữa chợ Nó không cho được cắt mà còn lôi ra đây nữa nó Nên nhận đức mới có cái buổi nói chuyện này nè Thấy chưa Để cổ là dành nhau kịch liệt nhận đức nói khôn từ ban đầu đem Xóa sạch mày bây giờ Tụi bay giành giật phải không Tao đem tiền này cho thằng hết á Tao đi bố thí cúng dường hết cho tụi bay không còn cắt mà ăn đó Cho biết đúng không? Cho nó biết Nên nó con cái mình thương cha mẹ đó Các con nhớ Cha mẹ lớn tuổi mình đừng có đem những cái rắc rối của gia đình để bỏ cho cha mẹ nữa Thí dụ như sau này các con có vợ có chồng đi Nhà các con vợ chồng các con chuyện này chuyện kia các con lớn có khả năng để cỡ mở rồi Bây giờ nhìn ông bà già này bây giờ hết xíu quá rồi Hết xíu quá rồi thì bây giờ các con đừng bao giờ đem cái chuyện vợ chồng các con quýnh lộn cái gì đem về nó đưa cho mẹ cha Bây giờ đưa cho mẹ cha, cha mẹ nặng nề thêm có giải quyết dùm cho mình được đâu Bây giờ già rồi mà mình đưa như vậy là mình là đứa con bắt hiếu đó Không giúp cho cha mẹ vui lòng an tâm mà đi làm cho cha mẹ bắt an thêm Thấy chưa Đó là cái hành động của một đứa con bắt hiếu thiếu đạo đức Nên những đức nói rằng là ở đây nhiều ông già bà cả ở đây Nhiều người ở đây, người già đang bình an mà con cái mà vô mà nói này nói kia là gặp những đức hay là bị những đức gầy liền Nó có một lần mà bà cụ kia bà bệnh Bà nằm mà bà niệm A-di-đà-phật A-di-đà-phật Đứa con nó vô nó thăm nó ngồi kế bên Nó ngồi nó làm nè <laughs> Mẹ ơi mẹ Mẹ ơi mẹ Mẹ ơi <laughs> những đức nói ồ làm gì à? làm gì khóc gì à? bà già bà mới bệnh bà chưa có chết bà nằm đó bà niệm phật vậy, không niệm với bà bà làm gì à? làm gì mà la um sùm chứ người. thứ du gì niệm phật không niệm phật khóc um sùm khóc rồi bà có khỏe không khóc thêm một tiếng nữa tôi đưa ra khỏi chùa bây giờ mà con nhỏ con gái mình mới dám nói gì la xong cái miệng làm nè <laughs> Nó, nó làm gì xong mà nó, nó còn làm gì nè dược dược, dược 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 cái miệng nói, Im cái miệng Vô đây mà. Bà bệnh đau an tâm cho bà niệm Phật với bà đi Nói mẹ ơi mẹ Mẹ được nằm ở đây là gì là sung sướng lắm Gặp mà mẹ bệnh mà nằm ở nhà Con có lo được cho mẹ như ở đây lo đâu mẹ ơi Nên mẹ yên tâm đi không sao Đây có thầy có mấy cô lo hết trơn rồi Nên con bữa nào rảnh con vô con thăm mẹ con niệm Phật với mẹ làm gì cái miệng khóc um sùm, la um sùm hết chưa, la một cái nữa, <laughs> Yêu gu, không mà mình làm như cái mặt mình nó cũng dữ thiệt nha, ơi à, nó, nó kỳ cục gì đâu, vô nó không nói cho nó ngồi nó cứ nhìn bà nó khóc, có những đứa thì nó kể con cháu cháu ở nhà sao sao đưa điện thoại cho bà, bà coi, nè mẹ điện thoại nè mẹ, coi nè cháu mẹ nè những đứa đi ngang cái đứa chụp cái điện thoại đứa nó chết bây giờ <cười> <cười> bà đây đang yên gì á đưa cho cháu cho con bà coi đang giờ để 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 bà nhớ cháu hả thứ ác ôn chưa <laughs> ác ôn thiệt trời ơi quan gia đó người ta đang niệm phật ngon lành như nó đưa đứa cháu mới đẻ u nu u nóc cho bà coi bà coi bà nói trời ơi, trời ơi cháu nội bà dày thương thế Bữa nào ẩm vào cho bà coi, coi trời ơi, trời ơi, dễ thương thế. Rồi bà gần chết rồi, bà không chết rồi, bà cứ nhớ đứa cháu đó, thấy ác ôn chứ. Bởi vì ở đây người ta bà hộ trì cho mấy bà già này kinh khủng luôn. Những đứa đi một vòng mà những đứa thấy con cháu mà vô đây, mà đưa điện thoại cho mấy bà già coi, coi chừng tôi chụp điện thoại, tôi quýnh luôn. Cho mà biết, nó chuyện dẫn mặt. Hiểu không? Phải giúp mấy bà già. Trời ơi, họ đâu có biết cách giúp đâu. Bởi vì những đức làm thiệt lòng chứ không có làm giả Có những người nói xong thầy cũng hung dữ thế ghê Cách nay hai ngày có cô kia bên Mỹ về Bảo uống tóc giống thịt mơ trời Giống thịt Mỹ đen Buổi trưa mình bên Đại Tụng Lâm đi về vẫn ngồi kia bắt đợi Bả thì bên Mỹ còn em bả bên Hàn Quốc Hai chị em đi về Việt Nam Đi qua bên mình đi đi đến chùa mình bắt ngồi bắt đợi buổi trưa Xong á Bả nói những đứa câu này bữa nói Lúc trước con nghe thầy Trời ơi ông thầy gì đâu mà nói chuyện quơ tay quơ chân thấy ớt Giảng gì đâu mà nói quơ tay đòi quýnh người ta tứ tung lang tan nó không được rồi không có nghe ông thầy này được rồi Mà sao không biết sau kỳ con, con để hoài Con không nghe mà mà mà, mà con cứ là lạng qua lạng lại con bắt cái buổi của thầy hoài Bây giờ mà cuối cùng là sao con nghe được mấy cái đoạn thầy nói nuôi cái bà già rồi Xong mình mới nói Ông thầy hung dữ thế mà sao có tâm lượng rộng thế thấy chưa nó từ 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 bà nghe luôn nghe 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 bà nói chờ ơi bây giờ đúng là nghe đô của thầy là vừa nè cuối cùng á bà từ ngoài mỹ mà bà bà về việt nam bà bà xuống đây bà ngồi bà đợi mình bà nói chuyện mà mình mới gặp bà mình mình tưởng nó bà mỹ đen gì không u tóc quăng quăng, quăng 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 tàu tên, tàu tên, ghê lắm nó, bữa đó có những phú đồ ngồi chơi chung đó tuy là nói chuyện vậy đó nhưng mà khi mà nghe từ từ nó thấm nghe chứ mới cái ban đầu mà nghe cái có khi thấy giỏi á thấy nói chuyện gì đâu mà hung dữ quá à. nói chuyện hung dữ chứ hiền lắm <laughs> hiểu không nó đi nghe nghe thôi tuy là miệng ngồm nói chuyện dữ dữ chứ tâm hiền hiểu không chứ không phải là gọi là nói chuyện ngọt ngọt mà trọt sau lưng hiểu không cái này là chọt trước mặt rồi à, chứ không chọt sau lưng <laughs> hiểu không nên tất cả mà những người mà biết những đức là chơi rất là lâu tại vì sao hiểu rồi hiểu rồi thì tự nhiên chơi rất là lâu chứ không phải gọi là vừa gặp là thấy là ấn tượng đẹp liền không có có nhiều người vừa gặp như đức là thấy phản cảm lắm thấy cái tướng đi là thấy ghét rồi mặt đi kinh kinh nè gặp mỏ nhọn nữa chứ. đó chứ nó vừa thấy mặt là thấy phản cảm nhưng mà khi chơi chung từ từ mới thấy rằng à, con người này nói có những cái mà mình thấy nó phù hợp à. hiểu không nó trong cái cuộc đời này quý vị biết rằng phan hả đánh giá một con người nghe quý vị phải có thời gian nghe nên chúng ta đặc biệt nhất là dạy cho các cháu cái gì những đức nói rằng là các con phải tập chân thật đi thiệt tính nè nói chuyện thì rất là thiệt thà đừng có tham lam và anh em chị em á đừng có giành giật củ cải với nhau các con chỉ cần có một cái tâm vậy thôi là các con có phước liền à còn cái kiểu mà dành vật của cải với anh chị em thì kể như là thua rồi Cuộc đời con người á Anh chị em mà nó còn dành vật của cải không chi là đối với người ta nó Lòng tham quá sao giàu có được Thiếu đạo đức đúng không Đó nên á, mỗi tuần thứ bảy á Là ở đây những đức nhắc một chút một chút vậy đó Vậy đó mà ảnh hưởng chứ không phải giỡn đâu nghe Mấy nhỏ gái từ từ cũng được lắm á rồi thêm cái lớn lên nó dù mình có bồ bịch gì chăng nữa nhưng mà mình cũng phải cho nó đàng hoàng chứ lớn lên không cho nó có bồ thì sao mà được hiểu không nó có bồ nhưng mà nó phải đàng hoàng nó đi đến chùa dẫn bạn trai đồ theo đi đến đây cho nó biết Phật pháp cũng được nhưng mà dẫn nó đi đến đây thì mình cũng phải nghiêm túc đàng hoàng mà đi đến chùa mà chứ không phải là mình lớn lên rồi cái dẫn bạn trai theo đi vô đây cái nắm tay nó rồi đi xung quanh chùa vô duyên những đứa gặp được <laughs> chạy mắt dép quá hiểu không nên từ nơi đó cái gì ra cái nấy Chỗ nào ra chỗ nấy biết chưa Vì vậy thì nó rất là đàng hoàng Chứ nó lớn lên thì nó phải có bạn thôi Ví dụ như mấy đứa lớn lớn này nè Bạn đi học gũ bạn đi đến đây có Cũng có phước nữa à, Mấy thằng trai thì cũng gũ bạn theo có phước Mình đi đến chùa bạn mình là người biết tu biết nghe đạo Thì tự nhiên bạn mình như vậy thì mình thấy yên tâm chơi chung với lắm Hiểu không Ít gì cũng không có đến nội tệ quá Vậy là đặc biệt rồi nên mong tất cả các cháu được nghe giáo dục. Sau này lớn lên trở thành con người sống có ý nghĩa. Đừng có trở thành tệ nạn xã hội, hút chích xì ke ma tí, uổng cuộc đời dữ lắm. Đừng có đi ăn chợm, ăn cớp, sớm muộn gì cũng vô tù ngồi à. Nên các con nên sống đàng hoàng, nghèo cho sạch rách cho thơm nha. Chúc cho gia đình các con luôn luôn hạnh phúc và sống vui vẻ. A-di-đà-phật Nguyện đem con đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ a à, di đà phật A di đà -dạ phật, 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 A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật. A à, di đà phật, A à, à, di đà phật. À, từng à, thứ bảy nào à, tại tổ đình hộ pháp chúng ta cũng à, có lớp học đạo làm con. À, các cháu được về chùa rất là vui. Cha mẹ các cháu à, nên dẫn các cháu đi đến đây. À, vì nguyên một tuần lễ các cháu học à, nhiều quá. Mỗi tuần thứ bảy cho các cháu được đến chùa sớm một chút cũng được Chạy dỡn xung quanh chùa rất là rộng Cho các cháu được thoải mái Và các cháu được niệm Phật, được nghe giáo dục Và được làm lễ phóng sanh à, Nhờ cái công đức này mà tự nhiên các cháu nó hiền Có những đứa con đi đến đây để đòi nợ cha mẹ sẽ là bất hiếu Nhưng nhờ biết niệm Phật, biết nghe đạo từ khi còn nhỏ à, Các con nó chuyển cái nghiệp Nó trở thành đứa con đến báo ơn mà không có đòi nợ cha mẹ nữa cái này là chắc chắn một trăm có thể chuyển hóa được nên và có nhiều người làm mẹ mà lúc trước không hiểu mình đã từng mang nghiệp phá thai bây giờ mình dẫn các cháu đi đến đây được nghe nói chuyện rồi được phóng sanh niệm phật mình đem công đức này mình hồi hướng cho các cháu vì nghiệp phá thai các con được hưởng cái phước báo này mà ở trong chùa nghe giáo dục và hướng về thế giới tây phương cực lạc chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là đại lão hòa thượng viện chủ hồi hướng cầu an cho cha mẹ các cháu và các cháu gia đình của các con được bình yên hạnh phúc và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai và tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này nguyện cho tất cả các vị nương vào à, bổ nguyện di đà để cầu sanh về thế giới tây phương cực lạc, quan gia nên giải không nên kết, à, tất cả các cháu đều hưởng được phước báo này, mà các con lớn lên sẽ trở thành những con người sống có ý nghĩa, sống đạo đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. chùa mình à, thứ bảy tuần nào khi học xong cũng có cái lễ phóng sanh. Các con từ khi còn nhỏ được phóng sanh, à, giữ cái lễ phóng sanh này với các con dưỡng dưỡng được cái lòng từ, nên trong gia đình của các cháu những đức khuyên đừng có nên à, thuốc chuột hay là giết ruồi mũi kiến dán gì hết á vì mình sát sanh trong nhà gia đình sẽ lu bu lộn xộn dữ lắm nên à, nên tập niệm phật và các cháu được trưởng dưỡng lòng từ nếu các con từ bi thì lớn lên nó không có ngỗ nghịch với cha mẹ đâu mấy đứa con mà ngỗ nghịch với cha mẹ là do cái nghiệp sát nặng nề nó mới ngỗ nghịch với cha mẹ nên bây giờ các con được làm lễ phóng sanh mấy con chim này giống như nó đang ở trong lòng là đang ở tù mà mình thả nó ra nó mừng giống như mình ở tù mà ai thả mình ra cảm ơn biết nhiều nói bây giờ mình còn quy y phật quy pháp quy tăng cho những con chim này khi mình thả nó ra thì nó ở trong ngôi tam bảo nghe danh hiệu phật khi bỏ thăng nên hướng về thế giới tây phương cực lạc à, chúng ta đọc tam quy y này các con quy y phật không đọ địa ngục quy y pháp không đọ ngạo quỷ quy tăng không độ bàn xanh quy phật không đọ địa ngục quy pháp không đọ ngạo quỷ quy tăng không đọ bàn sanh quy phật không đọ địa ngục quy pháp không đọ ngạo quỷ quy tăng không đọ bàn sanh à, các con niệm phật lớn lên vỗ tay vui vẻ để thả chim nè a à, di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật vâng. A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật. A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật. A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật. A di đà phật 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 nguyện đem công đức này Hướng về cầm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh Độ. À, chúc cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn vui vẻ an lạc nha. a à, di đà à.